Thưa quý vị, vào 17 giờ ngày 6 tháng 6, tại khu vực ngã tư Bình Nhật, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe ô tô chở khách và nhiều xe máy, khiến một người tử vong tại chỗ và nhiều người bị thương. Cụ thể, Khoảng 17 giờ ngày 6 tháng 6, xe ô tô khách chở công nhân biển kiểm soát 63B00063 lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây. Đến ngã tư Bình Nhật, chiếc xe đã bất ngờ tông thẳng vào một loạt xe máy đang lưu thông cùng chiều. Tại hiện trường, có 8 xe máy bị ô tô hút ngã ra đường. Thông tin ban đầu, có một người đàn ông tử vong tại chỗ và ba người bị thương. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, người dân đã hỗ trợ đưa người bị thương đến cơ sở y tế cấp cứu. Lực lượng chức năng cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân. Tối ngày 6 tháng 6, theo báo cáo từ phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Long An, nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là anh NDK, 24 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang. Ngoài ra có một người bị thương nặng qua test nhanh, tài xế Trần Kim Thức lái xe ô tô chở công nhân âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn. Tài xế có giấy phép lái xe hạng D có giá trị đến ngày 16 tháng 6 năm 2025. Xe 28 chỗ biển số 63B 00063 có giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực đến ngày 1 tháng 7 năm 2024. Bước đầu tài xế khai do xe mất phanh dẫn đến tai nạn vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh điều tra làm rõ